Nhận xét của phóng viên nước ngoài về hiện tượng lá cờ đỏ sao vàng. John, phóng viên người Anh thường trú tại Việt Nam, nói về lá cờ đỏ sao vàng. Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá quốc kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam. Tôi đã từng tác nghiệp khắp nơi trên thế giới, nhưng khi đến Việt Nam thì mới thực sự choáng ngợp về người dân nơi đây. Ngày Tết, khắp nơi trên cả nước Việt Nam treo cờ. Ngày Quốc Khánh, ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày lễ hội truyền thống ở địa phương. Đặc biệt nhất là những khi đất nước này có dịp ăn mừng với đội tuyển bóng đá của họ sau mỗi trận đấu hoặc khi đón đoàn cầu thủ từ nước ngoài trở về. Ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, ở đâu cũng thấy những khuôn mặt hân hoan rạng người. Không kể thanh niên mà có cả người già, trẻ em. Tôi nghĩ Việt Nam không phải là một quốc gia quá hâm mộ bóng đá, nhưng phải thừa nhận họ quá hâm mộ lá cờ đỏ sao vàng. Bởi vậy cho nên họ chỉ đợi những dịp nào đó để họ có lý do, có cái cớ để được mang lá cờ của mình ra cùng hò hét với mọi người. Tôi đã từng đi lọt vào giữa biển người, biển cờ trong những đêm Hà Nội không ngủ. Tôi mới cảm nhận được rằng ở đất nước này có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn. Tinh thần đó không thể nào là tự phát, không thể chỉ có được một vài trăm năm. Tinh thần đó chắc chắn đã có trong mỗi con người ở dân tộc này từ ngàn đời, vì vậy mới thấm được. Như một thứ văn hóa truyền thống được kế thừa từ đời này sang đời khác. Đó chính là một tinh thần đoàn kết. Người dân họ chỉ mượn sự kiện để được cầm cờ, mượn được cầm cờ để được hòa mình vào không khí, gắn bó tinh thần dân tộc triệu người như một. Chắc cũng bởi thế cho nên dân tộc này mới đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất ra khỏi bờ cõi. Tôi đã đem những bức ảnh và những câu chuyện cả đêm đi cùng biển người, biển cờ kể cho bạn bè ở đất nước tôi biết. Họ rất lấy làm ngạc nhiên và thú vị. Họ ước mơ được đến Việt Nam du lịch trong những dịp như vậy. Đọc xong đoạn viết trên, tôi nhận ra chính mình cũng rất thích treo cờ tại nơi ở của mình vào những dịp lễ Tết chính thức của nhà nước. Không những thế, tôi còn ngó quanh ngõ xóm, nhìn lá cờ trước các tòa nhà với niềm vui, niềm thú vị rất khó tả.